Người Việt Nam ơi, khỏe không bạn? Ok, ngày này Tết đây. So Happy New Year, chúc mừng năm mới bạn bè. Quang muốn cảm ơn bạn bè follow và theo channel của Việt Nam của Quang. Hôm nay á bạn ơi, mình ăn phở vì bún bò Huế nè bạn. So, bún bò Huế với uống nước mía đây. So, đây là nước phở, nước bún bò Huế. Đây là bún bò Huế đây. Bắt đầu ăn phở được bạn ơi. Mình mở cái nắp này đi. Nắp này khó mở quá. Ok. Đó, làm sẵn hết rồi bạn. Rồi, đây là tương ớt vì tương ngọt. Đó, đôi vô đi. Ngon chưa? Và mình sẵn vô 2 bì tiếu vì nước phở mình. Ăn phở tông xe khó bạn. Rồi, ao. Ok, cái này khó lắm, đổ không được. Đổ trong này đây nè, okay, làm kiểu này nè. Đó, thấy chưa? Ê, nặng quá. Bò viếng nó. Không biết rồi, ok, mình có rau quế đây nè. Bắt một chanh vô. Đó. Bắt tải vô. Bôi nhìn giả vô luôn bà. Bôi hết vô luôn. Bị tồn lên nè. Đó, không chưa? Thèm chạy nước miếng bạn. Ok, tồn lên không được nè bạn. Chắc độ tồn lên chưa đó. Ok, bắt đầu. Đây là ăn một tô phở vì ăn một tô bún bò Huế tông xe. Ok, cảm ơn bạn nè, cảm ơn phở nè. Ngon chưa? Ngon không? Ngon, ngon vô nè. Thèm chạy nước miếng bạn. Vô nè. Ngon. Ngon ngã không bạn. À, mình thích luôn nè. Cảm ơn nè. Ngon không? Đó. Mình vô lại nè. Ngon rồi bạn. Miếng nè. Đó, vô nè. Bò viên cảm miếng nè, ngon đó, vô nè. Hấp miếng nước này bạn, rồi ngon à, đạt. Đạt rồi đi bạn. Cái phở này mua bên số tí á bạn. Ngon lắm. Ngon. Rất heo, rất bò. Mm.
mua trong siêu thị nè các bạn, rẻ hơn mua ngoài quảng. Cái quảng bên đấy, ôi cái quảng trong siêu thị nè, bạn một tô chỉnh đồng. Mua ngoài xuất tiền á là 10 trên 12 đồng. Rồi mình mua xuất tiền mình lời 3-4 đồng. Ở 2-3-4 đồng. Ok, chuẩn bị ăn bụng bùa Huế rồi. Bụng bùa Huế nè. Rồi đây là sạch tế nè. Đôi vốn. Ngon chưa? Và mình lên được bụng bùa Huế nè. Rồi ngon chưa? Đỏ đỏ ngon chưa? Ok, làm cái này nè, xong mình đậu. Mở cái bì ra đi. Và mình đôi miệng này nước vào. Đó. Ngon chưa? Đây là lần trước Quang ăn bụng bùa Huế xuất thi này. Quan đi xuất thi này mua phở không ai cũng ăn bụng. Chuyện này mình ăn bụng. Còn mình tổ này đến cho ngon lắm. Đó, thơm nhạt không bạn. Có chả, thịt heo, thịt bò này. Cái bụng to chứ. Ngon chứ. Em chạy được miếng không? Ok, chuẩn bị bắt đầu. Đây là bụng bùa Huế sốt tì. Hấp miếng nước được nè, cho ngon không? Đó. Ngon không bạn? Đó, ăn thử miếng nè. Em chạy được miếng bạn. Vô nè. Ngon. Dạ ngon. Ok. Cầm miếng này cho ngon không? Cầm miếng thịt nè. Bụng bùa Huế nè. Đó. Mở miếng ra. Đó, ngon không? Đó, quăng vô nè. Ngon. Là bọt thịt dưa các bạn. Có một tô bụng bùa Huế này bạn. Bọt thịt dưa thế nào. Nhé. Ăn đạt luôn. Ăn ẩn bạn. Cầm miếng nữa nè. Vô nè. Ngon không? Đó. Mình vô lại nè. Ăn ưởng bạn. Thịt dưa vậy. Thịt dưa chưa? Cái bụng này hơi to to. Dùng ăn bánh cánh nhầm. Và ăn ưởng bạn. Ừ.
Nó thịt vô chưa? Học vô vô cái mặt không bạn. Wow. Wow. Còn thịt luôn. Luôn. Rồi, miếng nước nè, qua mình chia tay, qua mình gặp nhau năm tới, ok. Uống miếng nè, cho thơm miếng nè, ngon không? Đó. Đây là nước mía à, vô nè. Ôi trà ngọt. Ngọt quá đi bang.